Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin quốc tế mới nhất trên kênh youtube Báo Lao Động. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, Mỹ đã hết phương án để giúp Ukraine, ngoài việc hy vọng quốc hội cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Bloomberg. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ngày càng thất vọng với đảng Cộng hòa và các đồng minh châu Âu vì chậm trễ trong việc viện trợ cho Ukraine, các nguồn tin cho hay. Đảng Cộng hòa đã chặn gói an ninh của Tổng thống Biden trong nhiều tháng với yêu cầu chính quyền có các biện pháp mạnh mẽ hơn để hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam của Mỹ. Hồi đầu tháng này, chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ra tín hiệu dự luật có thể sớm được đưa ra bỏ phiếu khi có một số đổi mới quan trọng như cung cấp cho Ukraine các khoản vay thay vì viện trợ không hoàn lại. Theo Bloomberg, các quan chức chỉ ra Mỹ không có phương án B nào ngoài gói trị giá 60 tỷ đô la Mỹ nói trên trong khi đó một nguồn tin nhấn mạnh eu bắt đầu sử dụng lợi nhuận được tạo ra từ tài sản của nga bị đóng băng ở phương tây để hỗ trợ ukraine một nguồn tin khác cho biết eu nên khẩn trương cung cấp cho kiev thêm hệ thống phòng không patriot do mỹ sản xuất từ trong kho của khối trong bối cảnh ukraine đối mặt với các cuộc tấn công định kỳ của nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng hậu cần và quân sự Người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ Christopher G. Scavoli cảnh báo rằng Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột với Nga nếu Washington không gửi thêm đạn dược cho các lực lượng của Kiev nhanh chóng. Tướng Cavoli cho biết các đối tác của Ukraine đã cung cấp nhiều trang thiết bị và vũ khí cần thiết để Kiev chiến đấu với các lực lượng quân sự của Moscow có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, Mỹ cung cấp cho Ukraine hai loại đạn dược quan trọng nhất hiện đang thiếu thốn về nguồn cung, đó là đạn pháo và tên lửa phòng không. Tướng Cavoli cảnh báo đồng thời nhận định, nếu chúng ta không tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nước này sẽ cạn kiệt đạn pháo và tên lửa phòng không, dựa trên kinh nghiệm của tôi trong hơn 37 năm ở quân đội Mỹ. Nếu một bên có thể bắn và bên còn lại không thể bắn trả, thì bên đó sẽ thua. Tướng Cavoli, một chuyên gia về Nga trong quân đội Mỹ hiếm khi phát biểu công khai, những bình luận của ông được đưa ra khi ông xuất hiện trước Quốc hội để trình bày yêu cầu và ưu tiên về ngân sách của Bộ Tư lệnh là một đánh giá nghiêm túc về tác động của Mỹ trì hoãn gửi cho Ukraine gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ mà các thành viên Cộng hòa đã trì hoãn trong 6 tháng. Các lực lượng của Ukraine đang phải xoay vòng đàn pháo bởi họ không có nguồn cung đáng tin cậy từ phương Tây, tướng Cavoli nói. Điều đó cho phép Nga áp đảo Ukraine về hỏa lực với tỷ lệ 51. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đã chịu trách nhiệm giám sát những nỗ lực đa quốc gia nhằm huấn luyện, cố vấn và trang bị cho các lực lượng của Ukraine, bao gồm cả cách vận hành và duy trì các phương tiện như xe tăng chiến đấu M1 Abram, tiêm kích F-16 và pháo phản lực HIMARS. Tướng Cavoli cùng với quan chức chính sách cấp cao của Lầu Năm Góc về Nga và Ukraine Celeste A. Wallander đã kêu gọi các nghị sĩ thông qua gói hỗ trợ cho Ukraine sau nhiều tháng từ chối đưa dự luật ngân sách này ra bỏ phiếu. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hiện đang tìm cách thúc đẩy nó, bất chấp lời đe dọa từ các thành viên bảo thủ trong Đảng Cộng hòa, những người nói sẽ trút quyền của ông nếu ông làm vậy. Gần như tất cả thành viên của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ đều hối thúc ông Johnson tiến hành các biện pháp để bỏ phiếu về dự luật ngân sách trên nhằm ngăn chặn những nỗ lực chiến đấu của Nga. Nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Alabama Mike DeJose cũng hối thúc trong việc thông qua gói hỗ trợ cho Ukraine. Nếu Mỹ không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông Putin sẽ chiến thắng. Ông Rose nói, ông cho rằng gần như tất cả tiền bạc chúng ta dành để trang bị vũ khí cho Ukraine không rời khỏi đất nước này nó trực tiếp đến các công ty Mỹ và công nhân Mỹ để sản xuất nhiều vũ khí với tốc độ nhanh hơn. Các quan chức Lầu Năm Góc nhận định, Nga đang tái xây dựng quân đội sau những tổn thất nhanh hơn nhiều những ước tính ban đầu của Mỹ. Tướng Cavoli cho hay, quân đội của họ thực sự đã lớn hơn khoảng 15% so với khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo ông, trong năm qua, Nga đã tăng sức mạnh quân đội trên tiền tuyến từ 360.000 lên 470.000 quân. Nga đã thông báo kế hoạch tái xây dựng lực lượng mặt đất và mở rộng quân đội lên 1,5 triệu binh lính. Các quan chức Lầu năm gốc cho rằng, với đội quân này, Nga không chỉ có những kế hoạch để kiểm soát nhiều lãnh thổ Ukraine nhất có thể, mà còn gây ra mối đe dọa an ninh dài hạn cho châu Âu. Hiện Moscow kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về việc hỗ trợ cho Ukraine. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo, sự tồn tại của Ukraine đang gặp nguy hiểm và tìm cách thuyết phục các đồng minh rằng Washington vẫn cam kết ủng hộ Kiev. Các quan chức Mỹ cũng cho biết, việc trì hoãn hỗ trợ Ukraine đang gây ra những tác động trên chiến trường khi quân đội Nga tiến công và các lực lượng của Kiev phải xoay sở với nguồn lực hạn chế. Sự hỗ trợ của châu Âu cũng trở nên quan trọng hơn khi chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực để gói hỗ trợ lớn cho Ukraine được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết sự hỗ trợ của châu Âu cho Ukraine vẫn chưa đủ. Theo Reuters, ngày 9 tháng 4, chính quyền Tổng thống Biden thông báo đã vận chuyển cho Ukraine hàng nghìn vũ khí cho bộ binh và hơn 500.000 viên đạn, thu giữ cách đây hơn một năm từ một tàu vận chuyển của Iran cho lực lượng Houthi ở Yemen. Các nhà quan sát quân sự cũng nhận định rằng, điều quan trọng lúc này là cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine các phương tiện mà họ cần để tiếp tục chiến đấu. Kiev cần giải pháp để đối phó với không lực Nga lý tưởng nhất là các hệ thống phòng không tiên tiến cũng như pháo và tên lửa. Tuy nhiên, các vũ khí trên ngày càng khó nhận được. Các quốc gia tài trợ đang chật vật xoay sở với kho đạn dược càng kiệt của chính họ và việc sản xuất vẫn không theo kịp những gì Kiev cần trên tiền tuyến. Cả châu Âu và Mỹ đều đang tăng cường sản xuất vũ khí. Những điều này sẽ cần thời gian. Ngoài vấn đề sản xuất, ý chí chính trị trong việc ủng hộ Ukraine cũng đang phai nhạt sự ủng hộ Kiev đã biến thành một vấn đề chính trị gây bất đồng ở cả châu Âu và Mỹ. Trong khi Ukraine vẫn nhận được sự ủng hộ từ các đối tác trên thế giới thì các gói hỗ trợ ngày càng khó được đảm bảo. Điều này đã được thể hiện ở châu Âu vào tháng 2 năm 2024. Bên cạnh đó, mặc dù chính quyền tổng thống Biden đang cố gắng cung cấp vũ khí cho Ukraine thì Washington cũng đối mặt với các cuộc xung đột trên thế giới và sức ép trong nước ngày càng gia tăng. Gói hỗ trợ Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã trở thành vấn đề gây bất đồng trong Quốc hội Mỹ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới rõ ràng sẽ gia tăng thách thức, đặc biệt nếu xét tới khả năng ông Trump có thể quay trở lại Nhà Trắng. Washington Post gần đây đưa tin về điều được gọi là kế hoạch bí mật nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo đó, kế hoạch này liên quan đến việc thúc đẩy Ukraine nhượng bộ Crimea và khu vực biên giới Donbass cho Nga. Hiện nay, không có dấu hiệu từ Kiev cho thấy ông Zelensky chấp nhận những lựa chọn trên. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thừa nhận tình hình ở tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga đang xấu đi, đồng thời đổ lỗi cho phương Tây về sự hỗ trợ quân sự hạn chế. Ông Zelensky lặp lại tuyên bố trước đó của Tổng tư lệnh quân đội Alexander Sisky, người đã cảnh báo về sự leo thang đáng kể trong những ngày gần đây, trong đó có việc lực lượng Nga tấn công các vị trí của Ukraine, gần các thành phố Liman và Bakhmut tiến về phía gia Nói trong bài phát biểu trước toàn dân ngày 14 tháng 4, ông Zelensky cho biết tình hình mặt trận trong thời kỳ chiến tranh nóng bỏng luôn khó khăn. Nhưng những ngày này và đặc biệt là ở khu vực Donetsk, mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn. Ông so sánh với cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel hôm thứ bảy, nhưng đã bị đẩy lùi với sự giúp đỡ của Mỹ và các lực lượng đồng minh. Ông Zelensky nói đồng thời nhấn mạnh phương Tây đang phớt lờ những lời cầu xin của Ukraine để có thêm tài trợ. Sức mạnh không quân hiện đại đã chứng tỏ tính hiệu quả của nó. Các hệ thống phòng không hiện đại có khả năng bảo vệ sinh mạng. Điều này đã được chứng minh ở Trung Đông. Trong khi đó, Nga đang không ngừng thích nghi với cuộc xung đột ở Ukraine. Việc Moscow dịch chuyển nền kinh tế sang chế độ thời chiến đã phản ánh sự sẵn sàng cho một cuộc xung đột lâu dài nước này cũng phải ra các biện pháp đối phó với các lệnh trừng phạt của phương tây nguồn cung trang thiết bị của nga được đảm bảo ổn định nhờ ngành công nghiệp vũ khí trong nước và các đối tác nước ngoài nga có những khả năng mà ukraine không có và nước này đang tìm cách tận dụng chúng kết quả là moscow có thể giành thế chủ động trên chiến trường các lực lượng của nga bắt đầu định hình cuộc xung đột tấn công các vị trí của ukraine bằng bom lượm để chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn tiếp theo họ đã tập hợp đáng kể lực lượng mặt đất chắc chắn đủ để gây vấn đề cho quân đội Ukraine. Dù vậy, phương Tây cho rằng Nga không thể duy trì tấn công trong thời gian dài. Tình hình trên thực địa cho thấy Moscow cũng gặp phải những vấn đề nhất định. Cuộc tấn công lớn gần đây của Nga vào phía tây bắc thành phố FDFK chiến lược ở Donetsk đã bị quân đội Ukraine chặn đứng, gây tổn thất nhất định về lực lượng và xe bọc thép cho phía Moscow. Tuy nhiên, điều này không thể thay đổi đáng kể tình hình chiến trường. Nga sẵn sàng chiến đấu lâu dài trong cuộc xung đột tiêu hao tổn kém. Một số nhà quan sát cho rằng, cả châu Âu và Mỹ đều cần hiểu rằng thất bại trong việc hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine có thể gây ra những hậu quả tồi tệ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại